không dùng cái tay thuận để mình gấp các cái đồ vật này mình bỏ vô trong chén, và trong khoảng thời gian 5 phút thì nước mình chơi khó trước. Viên bi này mấy bạn. Đâu vậy, im một chỗ. Giỡn không đó. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Mew Seven. Mình là bác sĩ em. Và hôm nay mình quay lại với các bạn, cũng là chén, cũng là đũa, cũng là dĩa. Nhưng mà hôm nay mình không ăn nữa. Và mình sẽ trải nghiệm là không dùng cái tay thuận để mình gấp các cái đồ vật này mình bỏ vô trong chén, và trong khoảng thời gian 5 phút thì ngưng, để coi bạn nào sẽ gấp được nhiều. Bây giờ mình sẽ hỏi bạn bác sĩ em coi thử bạn thuận tay nào. Bạn thuận tay nào bạn? Tay phải. Tay phải đúng không? Rồi bạn sẽ sử dụng tay trái để gấp đồ. Còn tôi thì tôi thuận tay phải đây. Tay phải của tôi gấp rất là xìu, còn bao luôn. Thậm chí là nhỏ nhỏ như viên bi nè. Anh Cường ơi, tay đó tay trái đó anh Cường. Thì đó là mình đang sử dụng, mình nói là tay mình thuận nè. Cái tay mình đang thuận nè, thì mình gấp được. Thậm chí là những cái viên bi nhỏ như vậy nè, còn mình còn gấp được nè, đó là chứng tỏ tay mình thuận. Bạn thử biểu diễn cái tay thuận của bạn coi. Quá dễ dàng. Đó, gấp viên bi coi. Ok luôn đúng không? Mình sẽ cho các bạn coi những cái đồ vật mà tụi mình sẽ gấp là cái gì. Thì đồ vật hai bên đều giống nhau nha. Mình chỉ giới thiệu về một bên thôi. Cái đồ vật lớn nhất của mình đây là cái que. Que thử tay. Phải, cái que. Que khăm răng. Giờ thứ hai là cục xi gom. Cái này cũng bự. Thứ ba, nó bự. Thứ tư này là bự. Thứ năm này, bự. Thứ sáu, bự. Thứ bảy, bự. Thứ tám, bự. Thứ chín. Và cái này là nhỏ nhất các bạn. Đó là viên bi. Cả hai bên đều có viên bi nha. Đó, ok. Nói chung là cả hai bên giống nhau hết á. Bây giờ mình sẽ đổ nó trở lại. Giờ mình sẽ xếp hai cái chén cho nó đều nhau, để đừng nói là ăn gian khoảng cách gì. Rồi bây giờ cầm đũa lên bạn. Rồi bạn cameraman sẽ giúp mình bấm cái đồng hồ nha. Chờ chưa? Chuẩn bị chưa? Sẵn sàng. What? Cầm bằng tay không thuận nha. Tay này là gấp đồ không được. Mình cũng thử biểu diễn cho các bạn coi luôn là gấp từ luôn chưa hết chưa. Rồi. Rồi phải không? Được. Rồi nhờ bạn đếm bắt đầu đi. 5 phút nha. Bạn ai gấp được nhiều hơn nha. Rồi ok. 1 2 3 bắt đầu. Rồi bắt đầu gấp cái. Mình sẽ tiếp đi. Mình chơi khó trước. Viên bi nè mấy bạn. Một cái. Rồi thấy rớt rồi. Để công bằng cho khán giả, người ta dòm á thì cất cái tay này đi. Đúng không? Mình chơi cái nhỏ trước, mình cứ lựa cái nhỏ mình chơi trước. Một cái. Hai nè. Ba. Ba nè. À, mình cũng nói trước với các bạn một điều á. Mình cho nó đi trước luôn. Mình nói trước với các bạn một điều á, là tại vì á, mình mặc dù ăn uống gấp đồ này kia mình không có thuận tay trái, nhưng mà không có thuận tay phải, nhưng mà mình làm việc á thì mình lại làm việc bằng tay phải, cho nên là tay phải mình cũng nói chung là gấp đồ cũng ok, không thuận nhưng mà gấp đồ cũng tốt. Nãy mình gấp viên bi là các bạn thấy rồi đó. Mình thì tay trái mình hơi khó gấp nha bạn. Đó. Cho nên là mình mới để cho bạn bác sĩ em bạn đi trước một bước đó. 1 phút 5 giây. Bốn món nha bạn. Không, nó kẹp ở ngoài nha. Nó kẹp ở ngoài nha, nó hơi khó đó. Mình là chơi món khó thôi, chứ không chơi món dễ. Món này các bạn. Cứ cho bạn đi trước đi, bởi vì những cái món dễ là mình gấp hết cho dễ dàng. Ê, sao nó khó vậy kìa. Nó phải dễ. Nó khó đi. Trời ơi. Này à, lòng tiền này chứ xong. Vậy mà giỏi hả? Wow. Mình đã nói là mình chơi món khó trước mà. Tại vì mình muốn nhường bạn thôi, chứ thực tế ra mà mình chơi hồi nãy giờ là mình xong trước lâu rồi. Thôi đừng nhường, mày đập. Làm thiệt đi, đừng xạo xạo. Thấy chưa, còn 4 món à. Đây còn có 3 món nè, tôi chờ bạn luôn á.
sẵn sàng còn luôn. Còn Vin Vi đáp được chưa? Trời ơi hả? Còn Vin Vi đó. Đây, 7 món bằng rồi nha. Tôi cho bạn gấp hết luôn á. Sao cái bánh nó chạy trong sân bóng vậy? Đá bánh, đá bánh. Anh Cường giống như là một câu chuyện là cuộc đua của rùa và thỏ. Anh Cường là bố láo nè. Thỏ là tới trước là ngủ một giấc nè. Nhưng mà thỏ này là thỏ chắc thắng rồi, chứ không phải thỏ như trong chuyện là thua. Rồi, gọi là chiến này nha, mẹ là chiến này lên. Rồi, giờ mình muốn bắt tay vô nè, thấy chưa? 3 phút. Chết mẹ. Đây, con thỏ không có khóc nè. Nhấc cao lên cực, không có làm điều đó nha. Ngồi Vinh Vy nè. Anh nữa. Đang chơi bóng chuyền trong đây nè. Hay quá. Đi đâu vậy? Bị im một chỗ. Gì vậy? Ngon gấp à? Gấp thả xuống. Tại cái tay trái của mình, tay phải của mình đó là không thuận, nhưng mà vẫn có thể làm việc được, cho nên là tay phải của sao mình nó chạy rồi em rồi. Giống như mình cầm viết là mình cầm viết thuận tay phải. Phải bình tĩnh thì mới gấp được, càng lùa là càng thua. 3 phút 40 giây. Chờ luôn, ngồi chờ luôn. Sắp được rồi nha. Anh đừng có cười, nó gấp được là anh thua đó. Mình phải để sẵn đi. Sợ chứ bọn nó vừa gấp lên cái là mình hất qua liền. Đúng không? Để sẵn. Hay quá, hay quá. Cuối cùng là thắng. Vậy là gấp hết nha. Quê quê. Quê đó, thấy chưa? Lão. Lão nè. Mà trong vòng mấy phút? 4 phút, 12, 10 giây. Chưa tới 5 phút, chưa tới 5 phút. Thậm chí bây giờ mình còn biểu diễn gấp ngược ra luôn. Ra nè. Xem ai nhiều nha. Giờ là làm thẳng luôn này, không có suy nghĩ nữa nè. Không có chờ à. Không có chờ đợi gì hết. Tại vì kỹ năng quá đẳng cấp. Thấy chưa? Kìa, có thông tin nha. Gấp ra em rồi nhanh nha. Bảo đảm là Vinh Vy chọn là không gấp được. Đua là cái này là đua là. Không có lừa lên nha, gấp luôn nha. Gấp nha, chứ có lừa nha. Gấp thì gấp sợi. Mình chơi viên bi chứ. Hay quá, này hay. Trời, Vinh Vy mình hơi khó gấp. Thanh niên này vẫn luôn lực lượng của anh Vinh Vy. Hay quá, Cường thắng. Ui, gấp ngược lên luôn này. Gấp ở dưới đất lên luôn này. Ồ, hay kỹ năng ở đâu mà nó còn một Vinh Vy thua à? Đâu Vinh Vy đưa đây. Cố lên. Gồm anh Cường. Hay quá là. Chúc mừng. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Hay quá. Chúc mừng. Ok, vậy là một màn thử thách vui nữa cũng đã qua đi. Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Một cái trải nghiệm nho nhỏ gửi tới các bạn. Và anh em chúng mình cũng xin được tạm biệt các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách like, subscribe. Và đừng quên là góp ý cho mình những cái ý tưởng để mình tiếp tục nỗ lực hơn và phát triển hơn. Nói gì đi ạ? Mày tự biết rồi, dòm làm với nhau bao nhiêu lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bye bye.